Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ năm ngày 29 tháng 12 năm 2022, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. Chi cục thuế khu vực EK Madrak tổng kết năm 2022. Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 2 bánh heroin. Đổi mới linh hoạt trong công tác đào tạo nghề. Triều Tiên đặt mục tiêu mới củng cố năng lực quốc phòng. Giá dầu thế giới tăng nhẹ sau lệnh cấm xuất khẩu của Nga là những tin thế giới đáng chú ý. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Hội đồng Nhân dân huyện Ea Súp khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 5. Trong năm 2022, tổng giá trị sản phẩm của huyện Ea Súp đạt 6.464 tỷ đồng, tăng 14,11% so với năm 2021. Bình quân thu nhập đầu người đạt 27,5 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 3.195 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước 85,5 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,71%, vân vân. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi và thông qua các báo cáo và dự thảo nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, báo cáo và dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2022, phương án phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2023 và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023. Chi cục thuế khu vực EK Madrak vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Cục Thuế tỉnh, huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân hai huyện EK Madrak, sự phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban ngành, các địa phương nên công tác thuế đã đạt và vượt mức thu ngân sách được giao. Tổng thu thuế phí và lệ phí năm 2022 trên 210 tỷ đồng, đạt trên 131% dự toán pháp lệnh, bằng 113,62% so với năm 2021. Trong đó, khu vực huyện EK thu được 120 tỷ đồng, đạt 131,87% dự toán Hội đồng Nhân dân huyện giao, bằng 118,24% so với năm 2021. Khu vực huyện Madrak thu được trên 90 tỷ đồng, đạt 126,76% dự toán Hội đồng Nhân dân huyện giao, bằng 106,93% so với năm 2021. Năm 2023, Chi cục thuế khu vực EK Madrak tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo cơ sở dữ liệu để phục vụ quản lý và thu thuế, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nguồn thu, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Huyện Chư Mờ Ga vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách nhà nước năm 2022 và triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2023. Năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện hơn 225,5 tỷ đồng, đạt 205,1% dự toán tỉnh và Hội đồng Nhân dân huyện giao, bằng 194% so với năm 2021. Đây là năm có số thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay. Nhiều khoản thu đạt tỷ lệ cao như thu lệ phí trước bạ đạt 235%, tiền sử dụng đất 415%, thu thuế phi nông nghiệp đạt 198%, vân vân. Có 15 trên 17 xã thị trấn hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán năm 2022. Đặc biệt, qua các đề án chống thất thu đã tăng thu được hơn 38,4 tỷ đồng, bằng 145,5% so với năm 2021. Năm 2023, huyện Chư Mờ Ga tập trung cải cách thủ tục hành chính, minh bạch các thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ người nộp thuế về chính sách thuế, đôn đốc thu thuế, chống thất thu, giảm nợ động thuế. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Ea Súp vừa bắt xử lý một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong quá trình trinh sát trên tuyến đường liên huyện Ea Súp Ea Leo thuộc địa phận tiểu khu 207, xã Chư Cờ Bang, huyện Ea Súp, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Ea Súp đã phát hiện bắt quả tang đối tượng là Giàng A Vư, trú tại thôn 14, xã Chư Cờ Bang, huyện Ea Súp, đang vận chuyển 2 bánh heroin. Trong quá trình bắt giữ, đối tượng đã chống trả quyết liệt nhưng tổ công tác đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận được một đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch thuê vận chuyển số ma túy trên. Trong quá trình vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Tổng trọng lượng 2 bánh heroin là 713 gram. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật. Tòa án Nhân dân cấp cao Đà Nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thế Trư,
62 tuổi, trú tại thị trấn Buôn Chấp, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là ông Đỗ Liên Gang, 56 tuổi và vợ là bà Phan Thị Trược, 55 tuổi ở gần nhà Trư. Theo nội dung bản án sơ thẩm, Trư và vợ chồng ông Gang thường xuyên xảy ra cãi vã với nhau do tranh chấp phần đất giữa hai gia đình. Khoảng 23 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2022, Trư đang ở nhà thì nghe ông Giang nói chuyện với người thân liên quan đến phần đất đang tranh chấp. Cho rằng việc tranh chấp đã được chính quyền giải quyết, nhưng ông Gang vẫn muốn kiện cáo nên Trư đi ra rút viên gạch của nhà ông Gang đang lấn sang phần đất của mình ném xuống sân. Sau đó, Trư với vợ chồng ông Gang lời qua tiếng lại chửi nhau. Lúc này, Trư chạy vào nhà lấy một con dao bầu dài 28,5 cm rồi lao đến, chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, cổ, tay và ngực hai vợ chồng ông Gang, khiến hai nạn nhân rất nguy kịch. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã đến can ngăn và đưa hai nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, ông Gang bị thương tật rất nặng là 86%, còn bà Triệt bị thương tật 26%. Ngày 13 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thế Trư 18 năm tù giam về tội giết người, sau đó Trư kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét đánh giá các tình tiết có trong hồ sơ vụ án, hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù giam đối với Nguyễn Thế Trư. Thưa quý vị và các bạn, đào tạo nghề là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Từng bước hình thành đội ngũ lao động có tay nghề cao, có cơ cấu ngành nghề hợp lý, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực, thời gian qua Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thành phố Buôn Ma Thuột luôn chú trọng rèn luyện kỹ năng nghề, công tác thực hành cho học sinh sinh viên. Trung tâm đã thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với hàng chục doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để đưa học sinh thực tập và giới thiệu việc làm. Công tác đào tạo cũng được đổi mới theo hướng linh hoạt để học sinh dễ tiếp thu, đặc biệt là chú trọng đào tạo các ngành nghề mà xã hội đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều. Do đó, đa số học sinh của trung tâm sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định. Dạ, đầu tiên khi học lớp 10, các thầy cô đã tư vấn cho em các nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng mà em rất là thích ngành nghề marketing bởi vì xã hội bây giờ đối với ngành nghề này rất là quan trọng ạ. Em thấy ngành nghề này rất là phù hợp đối với em. Sau khi tốt nghiệp thì em có rất là có lợi cho bản thân. Thứ nhất là em có được bằng tốt nghiệp và dễ đi tìm việc làm hơn ạ. Chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước thực hiện là 100% miễn phí về cái việc học nghề cho các em học sinh. Trung tâm cũng đã ký hợp đồng và phối hợp với lại các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp điện, công ty điện Đắk Lắk đã cam kết là cái đầu ra sau khi mà các em học trung cấp xong ấy thì đảm bảo cái việc làm, công việc làm và cái đầu ra cho các em học sinh làm việc tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thời gian qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đắk Lắk đã chủ động triển khai, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh, gắn kết đào tạo nghề với nhu cầu thị trường. Như đó, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo vượt chỉ tiêu đề ra. Trong năm 2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh được 20.230 học viên, học sinh, sinh viên. Trong đó, hệ cao đẳng là 124 người, trung cấp là 1.660 người, sơ cấp là 8.330 người và đào tạo dưới 3 tháng là trên 10.100 người. Các ngành nghề đào tạo ngày càng đa dạng phong phú, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Để cho cái hiệu quả của cái công tác đào tạo nghề ngày càng được nâng cao thì trong thời gian tới cần phải chú trọng về cái phát triển đội ngũ, trang thiết bị cũng như là chương trình giáo trình đào tạo, và đặc biệt là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần phải phối hợp với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh để nắm bắt được các cái yêu cầu đối với lại người lao động để mà đào tạo. Khi mà người lao động mà sau khi học nghề xong thì sẽ đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng. Đây là một cái vấn đề mà trong thời gian tới cần phải tập trung. Những năm qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Thời gian tới, Đắk Lắk sẽ phát triển giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt hiện đại, chú trọng cả quy mô, cơ cấu, chất lượng đào tạo, quan tâm đầu tư đẩy mạnh liên kết và hợp tác quốc tế để phát triển các ngành nghề đào tạo đạt trình độ của khu vực, tiến tới trình độ ASEAN.